Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì là đầu tiên cho phép mình được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ đến các cái video của mình, kể cả những anh em đang xem trên Facebook cũng như anh em xem trên YouTube. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì qua một thời gian thì mình cũng có theo dõi các comment của các bạn, thì đa phần các bạn hỏi là mua lá, mua thông ở đâu, mua đạn ở đâu, mua như thế nào đó. Thì mình cũng đã làm hai cái clip để nói về cái việc mà mua lá, mua thung và những cái nào nó hiệu quả. Thì mình sẽ không nói lại về việc mua bán nữa. Cái việc thứ hai đó là các bạn hay hỏi là cái lá này nó bắn chuẩn được bao nhiêu mét, hay là cái này chuẩn hơn hay cái kia chuẩn hơn. Thì mình khẳng định này cho các bạn một lần nữa là cái việc bắn chuẩn hay không á, là nó do các bạn, do người bắn, chứ không phải là do cây lá. Điều đó có nghĩa là cây lá như trên hình các bạn đang nhìn thấy, cây lá Batman của mình á, hay là cây lá bằng gỗ, bằng chạng cây, bắn chuẩn hay không là chuyện của người bắn, chứ không phải là chất liệu làm nên cây lá. Nó chả liên quan gì, kể cả nó làm bằng vàng hay kim cương thì bắn chuẩn hay không vẫn là do con người bắn cả. Thì ngày hôm nay mình làm cái clip này để trả lời cho các bạn về hai vấn đề, ba vấn đề. Vấn đề đầu tiên là cái việc cầm lá ngang và ngắm theo kiểu ngang, cầm lá nghiêng, ngắm theo kiểu nghiêng, điểm ưu và nhược điểm của hai cái cách cầm lá như thế này. Và cái thứ ba nữa là mình trả lời cho các bạn về cái việc là bắn ở trên cao. Các bạn nói là bắn ở tầm ngang thì dễ, nhưng bắn ở trên cao thì bắn không trúng. Đó là như vậy. Thì ngày hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi đấy. Thì ok, việc đầu tiên thì mình sẽ nói về cách cầm lá ngang và cầm lá nghiêng. Thì để trước khi mà để nói về cái vấn đề này, thì về quan điểm á, là trên thế giới nó có rất nhiều kiểu cầm lá, kiểu kéo thung, kiểu để dây thung dài bao nhiêu, và có rất là nhiều các dạng trạng, muôn hình vạn trạng, vân vân mây mây, hằng hà sa số, rất là nhiều thứ liên quan đến nó, rất là nhiều kiểu. Tuy nhiên là mình nên chia sẻ ở một cái hữu hạn, tức là cái mà mình biết thôi. Có thể nó không được đúng lắm đâu, bởi vì đó là cái quan điểm cá nhân và cái mà mình học hỏi được từ những anh em khác. Và mình cũng nói luôn là cái này là mình học hỏi được, chứ không phải là mình sáng tạo ra. Các bạn hiểu không ạ? Mình không sáng tạo ra. Có điều là các bạn không dùng, và chỉ có một mình thấy ít người dùng, nên các bạn thấy là mình tưởng là chỉ có một mình dùng kiểu đó, nó là hay ho gì đó. Thế không phải nhá, cái này mình không sáng tạo ra. Ok, thì để nói về cầm lá ngang và cầm lá nghiêng, về quan điểm của mình, về cách của mình, tức là các bạn thấy là dây thung ngắn, các bạn nhìn thế này thôi, chứ thực ra dây thung này nó chỉ dài khoảng 15 đến 17 cm đối với kiểu ngắm của mình. Đó, cả kiểu ngắm này thì nó dây thung ngắn, tức là nó chỉ kéo tới má thôi, không có kéo ra đằng sau, cũng không có kéo quá dài. Thì nó vẫn tạo đủ lực, nó vẫn đủ độ giãn để giết chết con mồi, như các bạn thấy là mình bắn chết con thích đấy, và bắn chết rất nhiều thứ. Thì kiểu ngắn này như vậy thôi, nó không có phải dùng cái thông dài và chỉ kéo nó tới má thôi. Thì để trước khi mà nói về cách cầm nghiêng và cầm ngang ngắm ở đâu, thì mình sẽ nói về cách kéo thung trước. Bởi vì theo như mình thấy thì kể cả cầm nghiêng hay cầm ngang, thì mình cái điểm đập thung á, cái điểm đập miếng da này, cái điểm kéo cái dài cái thung này ra và đập miếng da này á, thì kể cả ngắm ngang hay ngắm nghiêng như mình á, nó đều sử dụng cái đó. Thì ok, đây chúng ta sẽ nhìn lại một lần nữa về cái vấn đề là cách kéo thung. Thì cách kéo thung này thì riêng mỗi loại trạc á, thì nó có mỗi cách kéo thung khác nhau. Như các bạn thấy là cái cây Batman của mình là trạc 7, tức là độ rộng từ giữa hai đầu trạc, tức là cái đầu rộng từ bên trái qua bên phải hay từ cuối bên phải qua bên trái, tức là ở cái điểm đây đến điểm đây này là 7 cm, cho nên người ta gọi là trạc 7, đúng không các bạn? Thì đối với trạc 7 á, thì kéo thung này, các bạn thấy hai cái đường xanh đậm này là đường thung, cái đường mũi tên màu đỏ là đường hướng viên đạn nó bay ra, cái điểm màu đen này là vị trí kéo miếng da tới chỗ này, tức là chặt 7 chỗ này là nó ở trên gò má cao các bạn. Và cái đường xanh đậm á, cái đường xanh nhạt á, là hướng các bạn ngắm, hướng ngắm ở đây thì sẽ ngắm ở trên đầu chặt. Đây là người ta về hình vẽ của cách ngắm ngang, nhưng mà đối với cách ngắm nghiêng của mình thì cái điểm đập miếng da này là điểm đập tương tự như vậy.
mình lượt qua một lượt thì các chạc nha các bạn. Cái này là mình tìm ở trên mạng thôi chứ không phải là cái này mình vẽ ra, cái này mình chia sẻ với các bạn. Đối với chạc 7 là như vậy. Chạc 11 này. Chạc 11 tức là độ rộng chạc 11 thì điểm đặt miếng da nó nằm ở đây. Ngay dưới xương xương qua hàm này. Ok chưa? Thì bạn nào cần cái hình này thì mình vẫn share ra, cái này thì share cho các bạn thôi, chuyện này mình hoàn toàn bình thường thì mình trước giờ mình share nhiều rồi. Chạc 10, đó các bạn thấy là chạc 11 thì nó nằm ở dưới này, còn chạc 10 nó nằm ở đây. Vị trí thay miếng da là nó sẽ liên quan đến việc mà các bạn bắn nó chính xác và cái việc nó không bị đập chạc ha các bạn. Chạc 9 này, các bạn thấy không? Miếng da nó thay đổi, vị trí đặt miếng da nó thay đổi. Chạc 7.5. Chạc 7.5. Chạc 8. Đó. Thì đây là các cái điểm đặt của miếng da nó liên quan đến việc mà các bạn bắn nó được chính xác. Thì ở đây mình nói lại là cái này dùng cho thun ngắn nha các bạn, có nghĩa là thường thì cái thun mà bây giờ mình đang sử dụng các cái thun của các shop nó bán này thì nó khá là dài. Một là các bạn tự cắt mua mét về các bạn tự cắt ấy, thì các bạn nên cắt ngắn sẵn, hoặc các shop nó bán dài quá thì các bạn về các bạn cắt bớt đi. Mình đang dùng cái thun ở đây nó dài khoảng từ 15 đến 17 cm. À, các bạn thì ok, đấy là cách mà đặt da, đặt vị trí đặt miếng da, cách kéo thun. Còn chút nữa thì mình sẽ nói về cái vấn đề mà kéo cầm lá nghiêng và cầm lá ngang thì ngắm ở đâu. Đây là cách kéo thun nha các bạn. Chạc 8 này, chạc 7, chạc 11, chạc 10, chạc 9, chạc 7.5. Đó. Và đây là điểm ngắm của ngắm ngang. Các bạn nhìn kỹ nha, điểm ngắm của ngắm ngang tức là ngắm ở trên đầu chạc này, trên cái phần bên chạc bên trên. Các bạn cầm ngang ra thì đây là các điểm ngắm, thì 10m, 20m, 30m, 40m và 50m thì đây là các điểm ngắm của ngắm ngang nha. Đây là mình đang nói về ngắm ngang, thì chút nữa mình sẽ nói về điểm ngắm của ngắm ngang và điểm ngắm của cầm nghiêng thì nó sẽ như thế nào, ưu và nhược điểm của hai cái cầm này nha các bạn. Ok, thì vừa giờ mình có chia sẻ với anh em về cái mình cũng có nói là ngắm ngang hay là cầm nghiêng đi thì cái điểm đặt miếng da là nó như nhau, và cách dùng này cho cái thùng ngắn. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái điểm ngắm. Ok chưa các bạn? Đầu như lúc nãy thì cái điểm nếu như cầm lá ngang này các bạn, cầm như thế này thì cái điểm ngắm nó nằm ở trên phần chạc bên trên này. Đây là cầm tay trái, còn cầm tay phải thì điểm ngắm nó nằm ở đây. Đây là cây UFO của anh Vũ Tuân. Đó các bạn, rất là đẹp. Thì mình nói lại này, nếu mà cầm ngắm ngang thì cầm ngang thì cái mặt phẳng này nó phải thẳng và vuông góc với mặt đất. Đây là đang tư thế ngang, còn nghiêng cầm cao lên thì các bạn cầm dơ lên thôi, không có gì cả. Tức là bao giờ cái mặt phẳng của chạc và cái mặt phẳng của con mồi là nó phải song song với nhau. Ok chưa? Mà mình nói lại này. Thì ngắm ngang, cầm ngang thì ngắm ở đây. Đây là tay trái. Còn cầm tay phải thì ngắm ở phần này. Ok chưa? Thì điểm ngắm ngang thì hồi nãy là các cái điểm ngắm thì mình cũng có chia sẻ cái hình cho các bạn rồi đó. Bạn nào cần cái hình đó hay cần các cái hình mà liên quan đến cách kéo dài của các chạc ấy, thì các bạn cứ inbox rồi mình gửi qua cho các bạn. Còn đối với cả ngắm nghiêng, tức là mình cầm nghiêng đi, bao giờ mình cầm bắn lá là mình cũng cầm nghiêng nghiêng như thế này các bạn. Cầm nghiêng như thế này. Hoặc mình chỉ cầm tay trái thôi. Cầm nghiêng như thế này. Đó, mình cầm như thế này. Vậy thì các bạn hỏi là cầm nghiêng như thế này thì điểm ngắm nó nằm ở đâu? Và có phải ngắm như thế này thì nó chuẩn hơn không? Xin thưa các bạn là ngắm như thế nó cũng giống như ngắm ngang thôi, nó cũng chả có gì gọi là chuẩn hơn. Bắn chuẩn hơn là do các bạn ngắm thôi, các bạn làm thôi, các bạn bắn thôi, chứ không phải là do cách cầm hay gì nó bắn chuẩn. Thì ở đây mình nói về ngắm ngang này. Ok, về cầm nghiêng. Cầm nghiêng thì điểm ngắm ở đâu? Như nãy các bạn thấy ở trong cái hình ảnh đó, là nếu như cầm ngang như thế này thì cái điểm khoảng điểm 10m là nó nằm ngay ở trên phần đỉnh chạc này, phần này của chạc, tức là điểm 10m. Còn nghiêng đi thì cái điểm 10m nó nằm ở 1/2 cái này, 1/2 cái chạc, nó nằm ngay khoảng giữa này. Và dần dần các cái khoảng cách xuống cũng đi dần xuống đây, và xa nhất thì nằm ở đây. Là như vậy. Ngoài ra mình còn cầm như thế này nữa. Cầm như thế này thì nắm ở chính giữa chạc luôn các bạn.
ngắm ở chính giữa trạc luôn. Cái cách này dành cho cái việc là mình không có điểm nào di chuyển và mục tiêu nằm ngay trên đầu mình. Tức là thẳng hàng nó gần như góc 90 ở trên đầu mình thì mình bắn như thế này. Còn lại thường thì mình sẽ cầm kiểu như này. Vậy thì tại sao mình lại cầm như vậy? Thứ nhất là từ bé mình cầm như thế nó quen rồi. Cái thứ hai là mình phát hiện ra nếu như các bạn cầm ngang như thế này thì các bạn phải nghiêng đầu xuống để làm sao mà mắt bạn điểm ngắm và mục tiêu thẳng hàng. Các bạn lưu ý nhé, ngắm có nghĩa là mắt điểm ngắm và mục tiêu thẳng hàng, có nghĩa là ví dụ mình ngắm vào cái mục tiêu này, mục tiêu là cái chấm này, thì mắt này điểm ngắm và mục tiêu nó thẳng hàng với nhau, ok chưa? Đây, đấy là kiểu của ngắm ngang. Còn ngắm nghiêng thì cũng tương tự như vậy. Mình sẽ ngắm ở khoảng giữa này. Và mục tiêu và mắt thẳng hàng. Ở đây thì các bạn phải lưu ý là cầm tay trái thì sẽ nhắm mắt trái và ngắm bằng mắt phải. Cầm tay phải thì sẽ nhắm mắt phải và ngắm mắt trái. Để làm sao? Để cho cái mắt bạn điểm ngắm và mục tiêu thẳng hàng. Các bạn phải cố gắng làm sao để cho ba cái đường ấy thẳng hàng thì các bạn bắn mới chính xác được. Ok chưa? Thì đấy là một vấn đề. Đấy, hồi nãy mình có chia sẻ về cách kéo thông rồi. Mình chia sẻ về bây giờ mình chia sẻ về cách điểm ngắm của cầm nghiêng và cầm ngang. Ok, bây giờ thì mình sẽ nói về cái ưu nhược điểm của hai vấn đề này. Thứ nhất, cầm ngang, ưu điểm của nó là điểm ngắm nó nằm hoàn toàn ở trên phần này, phần chạc. Cho nên các bạn hoàn toàn có điểm để ngắm. Hoàn toàn có điểm để ngắm ở đây. Đó, ưu điểm của nó là như vậy. Và đây là cách ngắm phổ biến và dễ hiểu nhất. Dễ hiểu nhất để các bạn đi đến thành công. Đó là cái cầm ngang và ngắm ngang. Nhược điểm của cái này là vẩy cổ tay nó hơi khó một tí. Các bạn cứ cầm lên, các bạn cầm lên và giơ thẳng tay ra thì nó cứ vẩy cổ tay đi nó lại hơi khó một xíu. Và các bạn phải nghiêng đầu để cho mắt điểm ngắm và mục tiêu nó thẳng hàng thì các bạn sẽ hơi mỏi cổ và vẩy tay hơi khó. Ok, tại sao phải vẩy tay? Vẩy tay là bây giờ với cái chạc như thế này các bạn không vẩy tay á, nếu các bạn không vẩy tay á, đây này, không vẩy tay thì cái miếng da này nó sẽ đập vào phần tay này của các bạn, đập vào phần tay này các bạn. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu không vẩy tay đối với một số chạc, kể cả như chạc 7 hay chạc nào cũng vậy, các bạn không vẩy tay, các bạn kéo sai, nó dẫn đến cái việc là các bạn bắn nó bị đập chạc, đập vào đây sẽ gây biến dạng cái chạc và rất là nguy hiểm. Khi mà cái đập vào đây rồi viên đạn nó bật ngược trở lại mặt các bạn, nó rất là nguy hiểm. Đấy, cái việc vẩy tay nó quan trọng như vậy. Ok, vậy thì mình nói lại một lần nữa, ưu điểm của cách ngắm ngang, tức là đây là cách ngắm phổ biến và hoàn toàn các điểm ngắm nó nằm ở trên phần chạc và các bạn dễ ngắm. Tuy nhiên là với cái ngắm ngang thì vẩy tay nó sẽ hơi khó một xíu thôi, chứ vẫn vẩy tay được là điều thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn phải nghiêng đầu, ok chưa? Rồi với cầm nghiêng đi như thế này, như mình bình thường mình cầm hai nghiêng đi như thế này, các bạn nhìn này. Đây là điểm các bạn nhìn này. Nó sẽ nghiêng đi, còn ngang nó sẽ như thế này, nghiêng đi khoảng 45 độ đó các bạn, nghiêng đi một chút như vậy, 45 độ. Thì với kiểu cầm như này, như nãy điểm ngắm thì mình nói rồi, điểm ngắm nó nằm ở đây. Thì với kiểu ngắm như thế này thì vì các bạn nghiêng đi rồi, giống như vậy các bạn phải nghiêng đầu. Còn như thế này các bạn không phải nghiêng đầu nữa, đấy là điểm đợi thứ nhất. Và vẩy tay nó sẽ dễ hơn, các bạn thấy sẽ thấy thoải mái hơn, vẩy tay nó sẽ dễ hơn nhá. Bởi vì các bạn nhìn thấy cái khớp cổ tay của con người bao giờ cũng vậy, cái chỗ này nó sẽ rộng hơn thay vì cái việc phải dỗi ngang này mà vẩy đi, nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà nhược điểm của cách ngắm này là điểm ngắm nó chỉ có một nửa ở trên này thôi, còn một nửa nó nằm ở giữa chạc và sẽ khó nhìn hơn, nó sẽ khó nhìn hơn, ok chưa? Thì đấy là nó hai vấn đề đó. Là nãy thì mình nói về cách kéo thông này, rồi mình nói về ưu và nhược điểm của hai cách ngắm này, mình nói về điểm ngắm này. Thì mình cũng lưu ý các bạn luôn là các bạn đang theo cái kiểu ngắm nào, các bạn nên tiếp tục theo cái kiểu ngắm đó. Mình có sai ở chỗ nào trong cái kiểu ngắm đó thì mình chỉnh sửa dần dần, chứ mình đừng thấy người ta làm như vậy rồi mình học theo cái kiểu ngắm hay là cách ngắm hay là cây ná nào đi chăng nữa, nó việc nó bắn tốt hay không, nó chuẩn hay không, nó hoàn toàn ở các bạn. Có nghĩa là việc tập luyện nó sẽ đi đến thành công, chứ không phải là cứ nói một cái ra làm như vậy, nhìn như vậy là làm được.
Cho nên là tất cả mọi thứ đều phải tập luyện. Mình nói cái trường hợp ở đây là trường hợp tập luyện để đi đến thành công, chứ sinh ra mà đã làm được luôn thì cái trường hợp nó là thần đồng, không 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 phải ai cũng làm được cái chuyện đó. Cho nên là mình phải tập luyện. Trên con đường dẫn đến thành công thì không có dấu chân của những người lười, đúng không các bạn? Thì mình vẫn tiếp tục tập luyện cái việc đó để mình làm được cái việc như vậy. Thì đấy là mình chia sẻ về vấn đề mà cầm nghiêng, cầm ngang, điểm ngắm của cầm ngang, điểm ngắm của cầm nghiêng, cách kéo thung. Thì các bạn nào cần cái hình ảnh mà của cách kéo thung á thì các bạn cứ inbox, các bạn nào cần cái hình ảnh của điểm ngắm ngang á thì các bạn cứ inbox thì mình sẽ chia sẻ qua. Còn cái hình ảnh và của cái ngắm nghiêng này thì mình chưa có làm được ha. Thì đấy mình chia sẻ như vậy. Thì đây là, và mình cũng nói luôn về ưu nhược điểm của hai cách này rồi. Thì các bạn nào thấy phù hợp với mình thì các bạn nên làm theo thì làm theo, hoặc là các bạn nào đang học theo cách ngắm nào rồi thì vẫn nên tiếp tục tập luyện là như vậy. Ok, đấy là mình chia sẻ vấn đề mà cầm nghiêng, cầm ngang, ngắm nghiêng và ngắm ngang là ngắm như thế nào, và cái việc thành công nó nằm ở việc tập luyện, đúng các bạn. Ok, vậy thì các bạn mình trả lời tiếp một câu hỏi nữa là các bạn hỏi là em tập bắn ở vị trí ngang, tức là khoảng ngang ở tầm trung với cao, độ cao trung bình ấy, thì bắn được, còn ở vị trí cao hơn thì không bắn được. Thì mình cũng chia sẻ thật với các bạn là anh em nào chơi ná rồi thì sẽ biết là bắn ở trên cao và bắn ngang nó sẽ dễ hơn là bắn ở dưới mặt đất. Tức là mục tiêu dưới mặt đất nó sẽ là khó nhất vì mình sẽ phải trừ hao nhiều, còn ở trên cao nó sẽ dễ bắn. Vậy thì làm thế nào để bắn được ở trên cao chuẩn ấy? Thì tốt nhất là các bạn nên tự mình trải nghiệm và tập luyện. Tuy nhiên các bạn cần phải lưu ý là vì đây là mình đang chia sẻ về cách bắn ná OTT. OTT tức là đầu đạn nó bay qua đầu trạc. Các bạn phải suy nghĩ làm sao để cho viên đạn nó bay qua, chứ nhiều khi các bạn bảo chị em bắn không được bởi vì các bạn suy nghĩ nó không bắn mà không suy nghĩ đến việc làm sao cho viên đạn nó bay thẳng đến mục tiêu, mà các bạn cứ kéo lên bắn thôi ha. Mình suy nghĩ đến cái việc đó là bắn làm sao để cho nó không bị đập trạc, hoặc là bắn làm sao để cho nó trúng mục tiêu. Thì để làm sao để cho trúng mục tiêu và các bạn bắn một cách dễ dàng thì các bạn nên phải tập luyện. Tập luyện là điều cốt yếu để đi đến thành công các bạn. Và các bạn hỏi là làm sao em bắn nó cứ bị đập trạc nha các bạn. Thì việc nó đập trạc nó có vài lý do. Thứ nhất là miếng da này nó quá trơn, các bạn cầm viên bi vào nó trơn, nó bị chạy. Khi các bạn kéo thì nó không đi theo hướng của viên cổ thung, nó kéo và nó đập vào trạc. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là dây bị so le, dây so le hai bên không đều nhau. Điều thứ ba là các bạn đặt vị trí đặt miếng da là không đúng, thành ra nó bị đập trạc. Vị trí đặt miếng da như thế nào thì hồi nãy mình có chia sẻ cách ngắm nghe cái hình ảnh đó, các bạn nên xem lại thì nó bị đập trạc. Và các bạn lên suy nghĩ cái việc là mình cầm cái ná lên, mình giơ lên, mình phải có suy nghĩ là làm sao á để cho viên đạn nó bay qua. Bởi vì cái đạn nó bay theo đường thẳng mà các bạn, nó chứ không phải nó bay lòng vòng đâu. Cho nên là nếu mà nó không bay thẳng là do mình, nó do mình đó, do mình. Cho nên là các bạn kéo lên, các bạn phải suy nghĩ đến cái vấn đề đó. Vậy thì làm sao để cho các bạn tập để bắn ở trên cao tốt? Thì tốt nhất là các bạn nên tập, tức là các bạn treo cái bia lên trên cao, các bạn treo cái bia lên vị trí cao và các bạn tập bắn. Các bạn tập bắn, hoặc là các bạn bắn lá cây, tức là kiếm cái ná nào nó có độ nhỏ nhỏ vừa bằng mục tiêu mình hay với con chim chẳng hạn, thì mình tập bắn, bắn rụng lá cây hoặc bắn xuyên qua lá cây là ok ha. Các mình tập dần cái vấn đề đó, bắn mục tiêu ở trên cao. Chứ các bạn cứ tập bắn mục tiêu ở dưới thấp mà đi bắn mục tiêu ở trên cao thì mình không có trải nghiệm về vấn đề đó, mình không biết được. Cái không có cái gì hay nhất bằng cái việc mà chính bản thân mình trải nghiệm có vấn đề đó, mình tự đúc kết và mình tự sửa những cái điểm lỗi của mình để mình làm cái vấn đề đó. Ok chưa các bạn? Thì các bạn nên tiếp tục tập luyện cái vấn đề đó để dẫn đến thành công. Ngoài ra thì mình cũng nói thêm một vấn đề nữa mà nhiều các bạn hay hỏi, tức là thung gì bắn bi gì. Thì cái này mình cũng nói luôn là mình cũng không phải sáng tạo ra, mà do trước khi mà tham gia cái group Slingshot Việt Nam Team á, thì bác Anh Vũ có chia sẻ với, thì mình cũng có biết qua, tức là thung có độ dày từ 0.65 cho đến 0.75 5mm á, thì các bạn bắn thung 6. Rồi thung dày từ 0.8 đến 1mm thì các bạn bắn bi 8. Nhưng mà mới đây á, thì trên thị trường nó xuất hiện thêm cái bi 7 ly. Thì mình cũng có bắn thử rồi mà mình cảm thấy là
bây giờ mình nên thay đổi lại một chút, tức là không thung từ 0.65 đến 0.7 là 0.7 mini thì các bạn bắn B6. Cái thung 0.75 á thì các bạn nên bắn B7 thì nó sẽ phù hợp hơn, nó sẽ cho đường đạn của bạn nó thẳng hơn. Và thung vẫn như cũ, thung 0.8 đến 1 mini thì các bạn bắn B8. Thì tại sao phải như vậy? Thì mỗi thung nó phù hợp với loại đoạn độ lặng nhẹ của viên đạn, nó làm tạo nó tạo cho cái đường đạn của các bạn thẳng và cái tốc độ viên đạn của bạn nó di chuyển nhanh. Và trả lời thêm một chút nữa là các bạn bảo là cái lá cao su thì bắn xa được bao nhiêu, lá cao su nó bắn được trung bình khoảng 50 đến 70 mét, thậm chí có thể hơn. Đây là trong trường hợp không có vật cản nha các bạn, tức là nếu không có vật cản thì lá cao su nó có thể đẩy viên đạn đi từ 50 mét đến 70 mét. Ok chưa các bạn? Thì ngày hôm nay mình cũng trả lời mấy cái vấn đề như vậy. Thì các bạn nào có vấn đề gì nữa thì các bạn cứ comment thì mình sẽ trả lời nha. Mình sẽ nói lại, ok, vậy thì mình sẽ nói lại một lần nữa mà các bạn hay hỏi, đó là cầm ngang thì ngắm ở đây này, ở phần này, ở phần này đó. Còn cầm nghiêng đi thì ngắm từ 1/2 chạc xuống đến nửa giữa chạc đó. Đó là như vậy. Của cầm ngang là điểm ngắm nó nằm hoàn toàn ở trên phần chạc, nằm ở trên phần chạc. Và cái cách này nó sẽ dễ đến thành công nhất, vì nó sẽ dễ ngắm và cách này nó sẽ bắn được mục tiêu có diện tích hẹp hơn. Ok chưa? Nhưng mà nhược điểm của cách này là các bạn vẩy tay hơi khó một xíu và các bạn phải nghiêng đầu. Còn cầm nghiêng đi thì điểm ngắm nó sẽ nằm ở giữa chạc đến giữa phần giữa này của chạc. Đó là như vậy. Ưu điểm của nó là các bạn vẩy tay dễ hơn và không phải nghiêng đầu. Tuy nhiên là nếu như như vậy thì điểm ngắm nó sẽ ít đi, điểm ngắm nó chỉ còn một nửa trên chạc và một nửa dưới này, thì nó sẽ khó ngắm hơn, ít điểm ngắm hơn và thì khả năng nó trúng mục tiêu sẽ ít hơn. Nó là như vậy thôi. Còn lại việc bắn chuẩn hay không á, nó nằm hoàn toàn ở các bạn, là việc các bạn tập luyện để bắn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì các bạn nào có câu hỏi nữa thì các bạn cứ comment, mình sẽ trả lời. Và nhân dịp hôm nay thứ 6 ngày 13 thì mình chia sẻ cái clip này. Chúc anh em Slingshot Việt Nam này luôn luôn phát triển và sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành công.